Dạ, thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thì mấy bữa trước cô ba có lên nhà Thủy nhờ Thủy xuống quay cái hoàn cảnh là em của cô ba là chú Bãi, chú cũng có chứng bệnh ngặt nghèo. Thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vô nhà chú Bãi để hỏi thăm bệnh tình chú như thế nào nha. Dạ, thì cũng chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Sáng hai chồng cũng mới vừa tới luôn nè. Thì đây là đường vô nhà, đây là tới nhà của chú Bãi rồi. Con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vô với Thủy, với Minh Hiền. Cô ba thì mới đến tới trước thì cô chú anh chị. Đây có chú nhà kìa. Dạ, con chào chú. Dạ. Dạ cô ba. Có bóng đèn không? Dạ hơi được rồi. Dạ chào cô ba. Dạ. Chào các cô chú anh chị em ở ngoài khỏe. Cô ba qua phụ chú Bãi nha. Dạ. Dạ. Cúp điện đi chú. Không có. Ở cúp điện đúng rồi. Ở ra cúp điện. Ê thơ thôi được rồi, cũng mấy sáng mà. Sáng rồi. Cúp điện đi. Thôi chú ngồi. Ngồi. Cô ba hôm nay khỏe không? Khỏe không? Thì con có nghe được cô ba nói bệnh tình của chú Bãi á, có thể giới thiệu chú có thể nói cho bà cô chú trong hồi trước bệnh tình chú như thế nào á chú? Giờ chú ngồi đó. ngồi chú Bãi ngồi chú ngồi nữa nhá. Trước khi nói cho mấy chú mấy anh ở miền ngoài cho cái hoàn cảnh của tôi cũng nó khó khăn. Qua cái đợt mổ này á, cơ thể tôi giờ nó yếu lắm. Chứ tiền bạc thì nó hầu cũng không có, cũng vay mượn, cũng nhờ bên mấy chú mấy anh ở bên ở ngoài á, thì có lòng có tâm giúp đỡ cho tôi số tiền tôi trả tiền cho học phí bệnh viện. Rồi tôi cũng cảm ơn cái lần cái này tôi không bao giờ mà quên ơn được của anh chị ở bên đúng hàng. Như giờ chú giới thiệu bệnh chú sao á chú? Mới đầu tiên nó làm sao vậy chú? Mới đầu tiên thì nó nổi cái một y như một vật đầu vậy đó. Yeah. Rồi bắt đầu nó ngứa, nó ra cái cùi rồi tưởng đâu nó hết. Trong vòng 3-4 năm nay á, từ từ nó phát triển ra, nó càng ngày ăn càng lỡ. Thì lên bệnh viện rồi á, thì nó nói là bị ung thư da, ăn vô tới xương rồi mà phải mổ. Mổ trước khi mổ á, thì nó móc con mắt, hư móc con mắt, nó tháo cái xương này luôn. Rồi nó tháo cái xương này ra rồi á, bắt đầu á, nó mới thấy vậy, nó mới tháo cái này ra, lấy thịt đây, nó đắp lên đây. Thì nó thấy là nó thôi vậy rồi, nó nhường chừa lại cái con mắt. Mới lên đằng sau này thì trên bác sĩ bên thạch trị á, nó nói là hôm giờ không có để đâu con mắt này được, phải móc con mắt này bỏ mới thạch trị được. Rồi tôi mới nói là bác sĩ giờ cố gắng làm sao mà để chừa cho đôi mắt của tôi, con mắt tôi còn trở lại, thằng tôi có gì cũng đỡ hơn vậy đó. Con thấy bác sĩ mổ được mổ đây xuống đây xuống đó là liền luồn tim, luồn ống đừng cho nó ra nước vàng đó. Ủa, cái chú đi mổ gần đây nhất là bao lâu rồi chú? Mổ đây bữa nay là cũng như gần hai tuần này, hai tuần bữa thứ ba, tuần thứ tư tuần rồi, rồi tuần này là một tuần, rồi tuần này là cũng như hai tuần đó mới xuất viện về. Mà cái này nó cho mình là về chứ chưa có vào hoàn chỉnh mà xuất viện về nữa. Dạ. Vậy đó. Rồi mấy ngày nay còn cái gì mình thay băng mình vệ sinh đó rồi sao? Rồi thay băng vệ sinh thì có khi chạy đi vô tạm tế á. Rồi thay băng. Rồi như các chỉ này mình đợi thời gian của mấy ông đó, là mình thấy gì trên cảnh mình là dạ. Ở bệnh viện thông báo lên bệnh viện ở Thủ Đức á, bệnh viện Thủ Đức là ngoài Phước Tiên á. Dạ. Chứ không phải còn ở thành phố không phải Thủ Đức.
ông bú hai ở Phú Tiên đó. Dạ. Vậy đó. Chứ mỗi lần thì ông bú một ở bên mình ở Sài Gòn. Bây giờ nó chi nhánh về bên Phú Tiên ở quận 10 á. Cũng nghĩa là cũng như nãy là chú Bảy nói là nó phát bệnh là mấy năm rồi chú? À, cũng như gần 4 năm rồi. Bốn năm. À. Mà chú mổ ra đây là chú mới mổ đây mới hả? Mổ sau này, tại vì mình tưởng đâu là nó sơ sài thôi, nó không ngờ mà nó ăn quá rộng, ăn từ 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 lỡ từ từ vô. À, mới phát hiện là nó nổi trên mặt chú ha rồi. Không? Phát hiện là bắt đầu nó vô tới xương rồi. Mà mới đầu nó nổi bụng nó lên mặt ha. Bạch cầu vậy. Mà nó không đau không nhất. Rồi từ từ đó là nó bể đi cũng ra cái cùi. Rồi mình tưởng đâu nó hết. Mà lâu ngày cái 2-3 tuần thì nó láng lại. Rồi 2-3 tuần cái nó thì nước ra. Rồi từ từ nó dậy mà nó không có đau nhất. Rồi bắt đầu đó rồi tới sau này nó càng ngày nó càng ăn lớn rồi. Rộng ra. Rồi bắt đầu rồi con gái mới nói thôi giờ chạy tiền đi lên cho ba lên Sài Gòn á, rồi lên bệnh viện cứu nó coi làm sao có nhẹ nặng thì lên chẳng rồi đó, thì nó cho đi 5 lần. Lần thứ 5 này là nó cho là một tay tháng tháo là nhập viện nổ. Rồi gì nó cho gì là tới ngày một tay là 1 tháng. Rồi bắt đầu ấy, chưa được một tay thì một tuần nữa là mấy tới ngày nó cho gì nó điện xuống nó thôi. À, tên đó tôi bữa thứ 3 là lên đi là nhập viện mổ luôn, thì cho đi chú đi trước một tuần là đó là tuần đó mổ. Dạ. Tới tuần mà một tay tháng 6 là chú về. Dạ. Vậy đó. Con nghe chú ba kể là mấy năm trước chú cũng có đi tái khám ở tổng, rồi bác sĩ cũng chú cũng đóng tiền được tên bệnh viện, rồi chú có lên lấy được không chú? À, bữa lên cái đợt bên ung vú một á, thì lúc đó là lên đóng là như tiền đóng nó là cũng như gần 9 triệu. Dạ. Rồi cái mà đến là lần cuối cùng á là nó cho nhập viện mổ, lên đem đồ lên mổ. Thì trên bệnh viện nó là bữa bệnh dịch mà COVID-19 á là cách ly á, là nó kêu về. Về là bắt đầu là chú từ đó chú không đi lên đó được. Rồi tới bây giờ mới nhiều quá chú mới lên, cũng như đồng tiền đó là cũng như mình không có lấy lại được. À, cũng như bỏ rồi. Bỏ luôn. Rồi qua đây là cho nó đó là qua cái mới. Nhờ ông bà cô bác anh chị qua cái mới mà cũng lên khám nó cũng bắt đầu trước là cho nó lần này. Rồi bắt đầu vòng vòng quá trời thì mổ là hai nữa kiếm sức nữa. Một lần thì chú dạ, đi về em cho là đầu tiền cho là xin số ngân cái này là con xin đi, với bà đi xe là không là chưa đi xe không là hai người đó là cái này dữ lắm con mới xin. Tại vì lên xe tới bến xe của thành phố mình phải đi xe hai chặng xe buýt ra mới tới ngoài, chứ không xe đi xe luôn tới ngoài là đi về cũng gần 800-900 ngàn. Rồi vô tổng mà mình từ nó mổ là bao nhiêu tiền? Mổ hoàn chỉnh luôn á là mình đóng tiền mổ, tiền thuốc ở trong luôn bệnh viện á là gần 38 triệu. Mà còn cái vụ mà thuốc ở ngoài ở trong bệnh viện không có, nó đưa ra mình cái to ra ngoài là mua là cũng gần 3 triệu. Dạ, mua thuốc riêng mua ngoài đồng cái riêng đó là ngoài gần 3 triệu. Còn thuốc trong bệnh viện thì nó tính trong đó mình đóng đi. Thì đóng tới mà chú nó cho mà chú về á là 28 triệu. Rồi mà chưa có mà việc hậu nghèo này kia. Tại vì mình còn đi tới luôn á, chừng nào mà cái giấy của bệnh viện nó cho mình xuất viện á, rồi mình biết hơi đủ thiếu nữa. Còn cái này là mình chưa có biết là mình còn thiếu nữa. Tại vì qua cái khâu mà xạ trị này là không biết bao nhiêu, thì mới vừa rồi thì chú đi mới về ngày hôm qua là bên xạ trị này nó kêu chú là kiếm tiền đi 10 triệu trước đi, nằm trong đó là 10 triệu đi, giờ mới chạy đi hỏi là 10 triệu trong ngày mới đi, mà giờ không biết là có hay không nữa. Nãy biết mà không biết là sao. Nãy giờ cũng quên đó, vô hỏi thăm chú là Thiến Đãi đâu chú? Đi cũng làm lao công ở trong người ta, trong
tòa án á, cũng đi mượn mướn, cũng quét sân, dọn dẹp nấu nước ở trong bệnh tòa án mình nè. À, cũng đi làm ngày vậy, có giúp việc cho người ta vậy đó. Dạ. À. Một tháng vậy cùng kiếm được nhiêu tiền? Trời ơi, có 2 triệu mấy cho cái tiền thưởng luôn, chắc được 3 triệu rồi. Dạ. Dạ. Chú bệnh vậy chú đâu có mận gì đâu. Đâu có mận mụn gì, đi cũng không xong nữa. Cho con hỏi chú được mấy người con nè? Dạ, cho chú được 2 người con mà có chồng hết rồi, thì nó có chồng có con, nó lo chồng con nó, rồi lâu lâu ví dụ nó mà có thì cho chú 200-500 vậy đó, chứ nó còn con nó đi học nữa rồi chồng nó bây giờ á, một đứa thì có rồi chồng nó thì ví dụ con mình nó thương mình rồi chồng nó không hiểu lầm thì nó có tiền cho nó chửi con mình nữa. Vậy đó. Cái đây kinh tế chú làm sao, chú có được cái gì không? Đây nói về kinh tế chú cũng có đại cũng như công công ba đất đó là cũng như thúng tới dưới kia là có chừng hâm ở luôn nhà thúng dưới là có công ba đất là có mấy cây dừa à, cũng như nó định bể hết rồi, có bờ nhỏ đầy thúng dưới có chừng 30 cây dừa, không tới 30, nhỏ lớn là chắc được 30 à. Rồi vậy đó, rồi chú đi làm mướn ai kêu mà gì mượn đấy á. Chú hết làm đúng rồi. Bệnh chú là bệnh khó khăn. Đúng rồi. Mà giờ dưới cái đùi nó mổ cái đùi đó nữa. Mổ cái đùi coi. Làm chút rồi trời. Đừng mở, đã dán gì rồi. Không vui. Thôi được rồi chú. Hết luôn con này. Lấy thịt ăn đắp lên cho. Lấy thịt đắp lên này nè. Vậy là ngày mai là chú phải đi tái khám thì nó cũng như hội chẩn nữa đó, chưa có biết là kết quả nó cho mình ngày mà xạ trị như không, ví dụ mà nó lên rồi mình hỏi cái số tiền nó bao nhiêu là tới hoàn chỉnh bao nhiêu rồi được thì chú xạ, không được chú không xạ, tại vì qua cái đồng tiền đó thì bác sĩ nói là của chú này kia là gần 50 triệu, cỡ 50 triệu hoặc là trên cái mổ qua xa trị đó. Nãy con nghe chú nói là để thứ bảy đi mượn tiền, mời chú đi rồi có mượn được chưa? Chưa, dạ, chưa mới đi sáng rồi. Là có nhiêu giờ mới đi chứ hả? Mới đi sáng rồi làm chống rồi còn mượn. Mượn chú đây là biết bao nhiêu rồi. Hiện giờ mình cũng đang nợ không chú Bảy? Hiện giờ mình có đang nợ người ta. Đang nợ đợt này là cũng gần 30 triệu rồi đó. 30 triệu rồi đó hả? Ừ. Nợ là nợ bên ngoài ha, mượn bà con gì nữa cũng như chị em rồi, chứ bà nào không có mượn không có lợi lãi phải không? Trăm triệu mình đóng 50 ngàn á, triệu đó. Rồi vậy con cũng vẫn có lợi lãi hả? Dạ có lợi lãi ở đây đâu có cho gia đình như hàng xóm thì cũng ai cũng vậy, người ta khó khăn người ta cho mượn vậy là biết rồi. Như có người cho thì đóng lãi 1 triệu, cho như 5 triệu rồi đóng 2.5 triệu. Còn có người cho mượn không vậy đó, có 2-3 người cho mượn không, còn nhiều là đóng cứ tháng thì 50 ngàn ví dụ vậy đó. Dạ. Có nhiều tại tôi thấy hoàn cảnh vậy rồi. Thay vì cầm đồ một tháng cũng 30-40 rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ cũng hiểu rồi. Vậy là nếu mà chú nói vậy là 2 người con gái chú lấy chồng hết rồi, ở bên chồng. Dạ. Ở nhà đây chú với thím hả? Dạ. Nhà này thì cũng nhà nước mới cho nè, cho lập lại nè, chú đâu có tiền đâu làm, nhà nước cho nè. Người xong thì chú đi mổ. Dạ. Chú mới làm nhà xong là chú phát bệnh lên đó hả? Phát bệnh thì đi mổ luôn á. Cái này tiền của nhà nước bên Mạnh Thường Quân á. Dạ. Thì cũng như chú Bảy vậy nè mà cũng được. Cái này là cho sửa chữa hay là nguyên căn? Sửa chữa là có cái 30 triệu đó. Dạ. Cho 30 triệu sửa chữa, máy lọt nè. Đất ở đây thấp vậy hả? Đó, từ ở đó con qua đó cái dũng nó chạy dài như tỉnh á. Dạ. Trời chắc tính không được công quá à. Hai bên lộ bể hết rồi. Bên này nữa nè. Vậy đâu có bê lợi gì đâu cô bác. Không có con à. Có mấy cái dừa vậy. Khổ dữ lắm. Bẻ đi chưa được. Ủa còn nãy con thấy có chú nào đó là sao? Chú 8 người. Chú thứ 8 hả? Người em. Vậy qua thăm qua thăm chú hả? À em được. Dạ dạ. Nó lên thăm mỏng ngày nó mặt mày nó. Đây mặt vừa. Rồi cô ba đây chạy qua chạy lại chú Bảy. Có thôi cô ba chạy qua chạy lại coi. Sáng qua coi dọn dẹp cho nó, gà vịt cho nó. Sáng thì vợ đi
sáng là nó đi vô cổng rồi dọn dẹp quét dọn. Thím á, thím đi là bao lâu mới về? Em đi 11 giờ. 11 giờ thì có ăn khách là 12 giờ khi 6 giờ chiều để ăn tiệc rồi á. Dạ. Mấy cái lúc cái đó là cũng như có tình lành đi, cũng như ví dụ có cái dịp mà lễ hoặc là mấy ổng qua ăn tiệc thì nó ở luôn không về. Còn cái gì trưa thì 11 giờ về. Cũng như lao công mà có việc thì ở làm chứ mà. Ở làm phụ nấu nước cái này kia á. Ngày mai chú đi là chú đi bằng cách nào? Cũng như đi xe đò đò thì dặn người ta thì chở lên tới ngay chỗ thành phố á, rồi bắt đầu để mình đó rồi mình mới bao xe đi lên trển. Bao xe lên trển rồi tới Phước Tiên á. Cái mình đã bỏ đó, mình bao một trận xe nó mới đi tới bệnh viện. Hai trận. Ngày ai ngày mai? Mời đi thứ bảy luôn. Mai thím đi, xin ở đây, tôi xin ở trong nghỉ đi. Bình thường chú đi tám là mấy bữa mới về chú? Mổ thì hôm lúc đó là nó cho mình về 14 ngày mới về. Đợt này mình lên nữa thì là mai chú lên rồi chú trưa chú về cũng có, tại vì cái quà hội chẩn với nó hỏi mình đó thì có khả năng á, thì có tiền mình thà đi không? Mà trong động thà đi đó là nó mắt mình nó làm muốn ngóc ra ha, bỏ đôi mắt ha, để đôi mắt. Nó hỏi mình á, ví dụ là sức khỏe của mình á đầy đủ không, đầy đủ á thì có tiền á thì đầy đủ thì á xà trị để bỏ cái mắt, còn mà không xà trị để mắt thì không có được xà trị. Rồi giờ lên nó hỏi cho kỹ rồi, bây giờ nó như ví dụ một test xà trị nó bao nhiêu, là một test nó ra bao nhiêu tiền, nó cộng ra cho nó biết là số tiền bao nhiêu, nổi thì là còn nổi thì nó không có ép mình. Vậy đó. Mà cái xà trị nó mất tiền lắm thôi. Dạ, đây là ai cũng nói là hàng chục triệu, cả trăm luôn. Có người nó ngồi nói là gần cả trăm triệu mà chưa xong nữa. Con mắt có chỗ đó mà hiện giờ chú còn thấy đường được không? Mở thì ra còn thấy mà gió nó đọt nó mai nè. Vậy giờ con hết xương. Được ăn gần được cái đường đúng rồi. Trời ơi, gán lên chú. Vậy đó. Có như là xà trị là mấy ổng nói chú là móc hay để là do chú hả? Do phải tiền của mình. Nếu để là không xà trị được hả? Để là không xà trị. Dạ. Không xà trị rồi trị bằng cách nào đó? Cũng như mình nó bỏ luôn. Nó không bỏ luôn, không có xà luôn. Còn xà trị là phải móc mắt ra. Là móc mắt xuống đi xà. Tại vì nó xà rồi nó nổ. Dạ, dạ. Tại do mà không có ấy rồi nó bị nổ mắt xuống nón. Vậy là nó nguy hiểm mình rồi. Mắt chú có đau không? Hổm gà về hai bữa nay nó nhức trong tròng. Nhức. Trong nè. Chú phải đang uống nước gừng hay vậy? Uống nước gừng tại vì cho nó làm gì cho nó có thông máu. Bởi vậy chú nó thiệt không lẽ uống thuốc tự giận mấy đứa có buồn này cái đó là chú phải rồi. Bởi vì làm cái đó là mình còn bởi vì làm thì tạm thương chú cả thì được, tại vì chở con anh chị em mà mình cũng còn trẻ nữa ha, giờ bệnh không có tiền mà không được, giờ con mợ cũng như kiểu trả nợ trả nợ nó có như giả gì nữa, ở như chỗ buồn chứ lắm, bằng như nằm đi không có ngủ được, đi học nước cháo suốt đi luôn, nghĩ lại ngày một mắt. Giờ nó thêm hỏi tiền có rồi đồng bạn cũng được mà khi không có được con có mình đóng thì được mà không có có khi không có tiền có người cho chỗ cái thì con cho ta chú á
Phần lúc ăn cũng cả tháng, nửa tháng. Lúc mà chú lên lãnh gạo thì con thấy chú là cái xương nó khô mà sao nó vậy nó khô cái này mà bắt đầu nó ăn vô bởi vậy ăn vô trong trọng rồi nó mới đục cái xương của chú cũng bỏ rồi mà. Bỏ lấy xương trong liền rồi nè lấy luôn mà lấy bỏ xương mà nó bé lên bộ này đắp lên đó rồi nó như chậm nó làm nó một đổ bự vậy cái lắm hết khúc bệnh rồi cái bạn đó hồi đó lên nó còn nhỏ nó trông cũng phát triển rẻ lắm nhanh mở ngoài mình có mở trong cái bọng làm cái bọng đó yeah. À, tại vì trong cái bọng nó ăn trong còn ngoài cứ là còn thịt á còn ở thịt nó không có chết thịt á rồi nó mới liềm ở trong thì nó bị như vậy nè mà nó mai cái vụ này nó không có nhứt nó nhứt chết luôn rồi chết luôn nó mới chết như những vụ hay như hai cái giò nó có thì là mình mới chắc cũng chết sớm hơn được kỳ hai cái giò cái giò mình cũng nằm lửa hơn lửa lớp này mà nó còn thiếu mấy chục triệu kia giờ tới cái mặt nữa đó hai cái chân cũng mấy chục bây giờ cũng cô chú cố gắng lên đến giờ cũng sao chú bảy dạ con cũng mong qua cái video này đó nhờ ông bà cô chú anh chị thương giúp đỡ cho chú có tiền để đi trị bệnh dạ cũng nhờ với anh với chú ở những cô gì bảy lòng có tâm được cho số tiền cũng rã nào người ta bây giờ quá trời giờ không biết nói gì trơn xạ trị là cho nó chặn đứng lại đúng không? À, nếu được thì thời gian kéo dài tuổi thọ mình lên đúng không? Xạ trị vậy là nãy chú nói đó cũng không biết cũng tùy theo cái này chắc luôn cái đầu túng là đau lắm sợ em biết là cái đầu mình sợ quá trời rất là đau mà con nghe nói là xạ trị nó dập dũng à đúng rồi nói rồi ăn không được nhưng mà có khi yếu sức được đó, nó khổ nữa chị vợ mới mổ về rồi bác cũng đi xạ trị nó luôn mấy lần về ăn được mới chết rồi về nữa làm ăn ối bởi vì xuống mà thanh niêu rồi chú còn thở đó đa giữ hay là ống giữ trò mà phải có cái thuốc gì mà cũng như thuốc nam thuốc bắc thì mình uống cho nó hết cho nó đỡ hơn thà chạy bởi vì cái thuốc nam để uống vô nó quằn nó phá vô nó không chịu phá vô bởi vì chú cũng có đi hốt thuốc gì uống vậy là mình tự sát uống chứ còn còn cái này đi mới đi hốt là hốt 70 ngàn một tháng thuốc bắc còn nó uống thuốc lá cây nó mới hành cũng quá trời luôn nó không có chịu cái này mới uống thuốc bắc đây rồi không biết theo nó hồi hôm uống gọn theo không có ngủ nghe được có nó giận thôi giận không biết theo ngủ không rất thuốc sáng khùng chứ quậy nước thì uống quậy nước thì uống hoài nói vậy chú Bảy nghỉ ngơi nha tại sao con xin phép cũng mong rằng là ông bà cô chú xem cái video này để giúp cho chú Bảy một phần nhỏ nhỏ nào để chú Bảy sớm tị và bớt đau nhất à dạ dạ cũng cảm ơn dạ thôi chú Bảy nghỉ ngơi dạ con cũng hy vọng để quay lên á nhờ ông bà cô chú anh chị và các bạn mạnh thường quân trong ngoài nước để mà giúp đỡ cho chú Bảy cái được cái phần nào để lo cho chú Bảy đớt bớt đau nhất hơn thì con thôi vợ chồng con cũng xin chào chú Bảy con về bây giờ cảm ơn vợ chồng con với tôi cũng cầu chúc anh chị em con cháu ở ngoại được nhiều sức khỏe để cứu cho những người bệnh đau thương ở Việt Nam mình tôi rất trọng ơn một phần dạ 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 thì hôm nay thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn theo dõi video Thủy Nguyên Dùa thì một lần nữa Thủy xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn nha.